Xin chào các bạn đã trở lại với channel Trải Nghiệm Game. Và hôm nay thì mình chơi vị tướng Ryoma. À nhầm, Wonder Woman. Thói quen mất. Ok, Wonder thì hôm nay mình tính là đi solo đường, nhưng mà sau đấy lại được giao trọng trách đi roam, tại vì đội nhà chẳng còn vị tướng nào đi roam cả. Thôi thì mình đành phải đi roam vậy. Lần này thì mình đảm nhiệm trọng trách, đó chính là bảo kê cho vị tướng là Theonat. Nếu là một vị tướng sát thủ khác thì có thể là mình sẽ không đi roam đâu. Nhưng mà Theonat là một vị tướng xạ thủ, mà khả năng cơ động thì anh em thừa biết là chẳng có gì, chỉ có thể chạy mà thôi. Chính vậy thì hôm nay mình bảo kê cô nàng này để mà chơi trận đấu ngày hôm nay với vị trí là roam. Trang bị đầu tiên mình lên đó chính là đôi giày anh em ơi. Mình có một thói quen rất là khó sửa, đó chính là đi trận thủ. Trừ Timmy thì mình khi mà đi mọi vị trợ thủ khác thì đa phần đều lên chiếc giày hộ vệ để mà cố gắng có thể là nhận nhiều nhất sát thương có thể cho vị tướng mình cần bảo kê. Nhưng mà đương nhiên là tùy tướng ha. Ví dụ như là đợt trước là mình có cầm Joker đi roam ấy, thì mình lên giày Hermes để đi gank thuận tiện hơn. Ok thì dừng team bạn đó chính là Vio và Alice à. Như vậy what? Alice lại đi solo đường ta. Vậy là Oma là người đi roam của team bạn, Alice là đi solo với Maluk. Tôi bó tay luôn, đợi thanh niên Alice này xóa sổ xong đợt lính chắc là khỏi cần phải đi gank luôn. Alice được mệnh danh là một cái vị tướng chẳng khác con lính đánh xa khi mà chưa đặt cốt đốc ốn, chỉ có khả năng làm choáng mà thôi. Vậy là bên dưới này thì chúng ta chẳng có cái tài nguyên gì để mà đáng lưu luyện đây cả. Chúng ta lên hỏi thăm con rơi nha anh em ơi. Rơi là chỉ còn 9 giây là chuẩn bị ra ngoài, còn rồng thì tận 18 giây. Thời gian đó là quá lâu. Như vậy là team bạn đang quyết định là tấn công đường kinh công với vị trí lưu bố ở nhà mình. Ơ, cái con bò lạc này chạy đâu vậy? Hỏi thăm cái nhẹ. Bắt được top rồi, làm chậm ngay ở đòn đánh thứ 3. Ôi dồi ôi, thank you. Pha đấy mà tu len ấy, hắn ta mà không sử dụng bất tử ấy thì mình rất là khó bắt ấy. Mình lại để óc ở nhà rồi, ok, bắt nào. Giao tranh này mình win chắc rồi. Mình có các vị tướng mạnh, rất mạnh đầu game đó chính là Maluk rồi. Đó, chưa kể cả đứa bố gần lên cấp độ 4, mình thì cấp độ 3. Đều đã có vị tướng solo cận chiến kiểu dạng khô máu rất là bá đạo. Ok, chúng ta bay về nhà hồi phục và ra hỏi thăm chú rồng nào. Team bạn thì bị alpha vừa rồi, chắc chắn là team bạn đang hướng về con rồng. Tại vì bùa đỏ của team bạn thì vừa ăn xong rồi, chỉ còn bùa xanh mới xuất hiện thôi. Thì chắc chắn là Vio và Oma xuất hiện ở cái đường rồng này, và mục tiêu có thể là con rồng. Chạm cái nhẹ nào, xem bọn nó có dao. Thôi bỏ đi, chúng ta quay trở lại giúp Theonat dọn dẹp mấy con quái rừng này nhanh nhất có thể, để mà sau đấy còn di chuyển sang tấn công mục tiêu khác. Anh em có thể thấy là cái Alice đi solo đường nó bất lợi ra sao đấy. Ngay cả cầm Alice đi đường mid ấy, thì anh em có thể cảm tưởng là cái khả năng xóa sổ lính của nó chỉ từ cái chiêu thức 1 mà thôi, mà xóa sổ cực kỳ chậm luôn. Ok, con bò lạc này bắt luôn anh em ơi, bắt luôn. Thanh niên chạy nhầm hướng rồi, Theonat đang lên. Wow, một cú ích của chiêu thức của mình làm choáng với lại chiêu thức của Theonat, quá đẹp mắt luôn. Ok, chúng tôi quyết định là ăn cái trụ này ha. Rừng của team bạn thì đang ở trên, thành ra là không thể can thiệp được pha giao tranh này. Bốn người team bạn đang ở bên trên, như vậy là team tôi chắc chắn là ăn được cái trụ này chắc rồi. Không biết team bạn đến gần không. Ok, vậy là thấy Tulen rồi. Ok, có ở Vio, ăn nhanh nào. Ăn nhanh, chúng ta giao tranh luôn, chơi luôn. Chúng ta là thuộc dạng là mạnh đầu game ấy, anh em ơi. Mạnh đầu game mà được tiếp cận thì bọn tôi cực kỳ mạnh. Chỉ vậy, thanh niên Tulen hình như đang mơ ngủ hay sao ấy. Không chạy được đâu, mình có dây thừng chân thật. Ok, pha đấy mà Senia cho dù có chạy đi ấy thì không thể tránh được cái dây thừng chân thật của mình được, tại vì hắn ta dưới 50% mà chỉ cần kéo là hút về thôi. Đó chính là điểm hay. Ok, chơi luôn, bắt Omen ở nhầm Oma. Ok, lính này không đủ để mà ăn trụ, tiếc quá. Thôi về cơ bản thì Wonder của mình rất trâu bò anh em ơi. Đó chính là từ chiêu 1 khi mà chúng ta tung chiêu ấy thì được tăng 20% miễn thương, cực kỳ lợi hại đúng không nào. Chưa kể là các trang bị lên đồ roam của mình là trang bị tanh ha. Mẹ cái chiếc cuối chết tiệt. Ok, sơ suất quá, không bảo kê được
thanh niên xạ thủ. Mình phải công nhận là cái chữ cuối của Alice còn rất là khó chịu. Làm gì đây? Ok, một pha đột kích thanh niên Alice nhưng mà cũng đơn giản một chút nào. Chơi luôn. Team mình đang ở đây cả ba thanh niên cận chiến mạnh nhất của server hiện tại, đó chính là Malok, Wonder và Lubo ở đây thì còn ngại cái gì đúng không ạ? Chơi luôn thẳng cánh. Ok, mình sẽ xuống đây mà đẩy trụ ha. Kệ team thôi. Ấy, chơi ngu một chút. Team thì thích đánh nhau thì đánh thôi. Mình thấp máu thì mình lại về farm đẩy trụ và sau đấy là hồi máu và bảo kê vị tướng theo nát của nhà mình. Ấy thôi, tè. Suýt quên cái chiêu cuối của thanh niên Tulen. Sơ xuất chút là ăn cái ngay cái gì nhỉ? Lôi điểu là nằm viện ngay đấy. Lôi điểu là nó lấy 30% máu bị mất của mình tăng thêm sức lực phép cho chiêu cuối. Rất là đáng sợ. Ok. Theo nát nhà mình đang rất là xanh. Mình quyết định là lên luôn cái trang bị là chính là áo choàng băng giá ha anh em ơi. Áo choàng băng giá. Chứ mình không lên cái khiên Aretori gì đấy. Mình muốn là lên theo đường là roam một cách gọi là trong công có thủ, nhầm trong thủ có công. Nói thế cho nó chuẩn hơn, trong thủ có công. Tại vì con Wonder ấy thì thực chất nó là một dạng tướng tanker solo đường. Gọi là tanker thì không phải, tại vì nó là một vị tướng đấu sĩ solo mà. Nhưng mà mình cảm tưởng nó còn ngang cơ với các vị tướng tanker khác. Rất là bá đạo. Chắc đó chính là cái chất tướng, gọi là chất tướng DC. Tôi lên hết đấy, hắn ta có 3 lần lôi động rất là khó bắt. Nhìn tình hình này thì là bọn tôi quyết định là ép trụ anh em ơi. Trên đấy là không còn tài nguyên gì rồi. Ép trụ rất là khó. Tại vì team bạn có Alice. Vậy là team bạn tụ tập ở đây rồi. Có Senny, Oma và Alice ở đây. Tulen thì chưa thấy đâu. Vio, à ok, Vio ở đây rồi. Lubo thì đang để lẻ. Giao tranh rất khó ở trong cái phạm vi này. May là bên team mình ấy có vị tướng là Theonas bắn câu chỉ rất là xa. Vio bên kia thì hơi phế rồi, thành ra là bắn không gắt cho mấy. Ok, chúng tôi đang đợi thời cơ. Ok, Omen lên, à, Oma lên rồi. Tôi nhầm thanh niên này. Oma chết chắc rồi. Bảo kê nào. Lên. Kéo được một em. Ok, thơm quá. Kéo được ngay Tulen, mình thích chứ. Đồng đội của team bạn lại không biết che chắn. Thôi, em té. Còn lại cứ để đồng đội lo thôi anh em ơi. Theo nát là ăn chắc cái trụ này rồi. Xài tấn công rất là xa. Hiện tại thì KDA đang là 0013. 13 cái mạng trợ thủ nhưng mà xem ra lượng vàng thì chẳng có bao nhiêu. Mà lên được cái lượng đồ cực kỳ ít ỏi. Đó mới là lý do tại sao là cái thằng đi trợ thủ đi roam ấy là một cái thằng nó thấp vàng lắm, thề luôn. Nhất là đi roam cùng mấy thanh niên xạ thủ ấy rất là nghèo luôn. Nếu mà anh em đi roam cùng mấy thanh niên sát thủ ấy, ví dụ như anh em cầm Joker hay gì đấy thì anh em có thể thỉnh thoảng đi farm. Nhưng mà anh em đi cùng thanh niên xạ thủ để đi roam ấy, anh em chẳng có thời gian để mà đi farm cho riêng mình ấy. Tại vì bạn luôn phải bảo kê xạ thủ chăm chăm. Ok, bắt nào. Mé con cào cào. Ok, không bắt được rồi, không đủ sát thương. Hắn tại còn chừng trị mình mới cay chứ. Thì bạn đang phòng thủ rất là gắt. Senia ra rồi, sát thương khá là nhiều từ thanh niên Oman. Oma, mẹ, mình cứ hay nhầm. Ok, chơi thẳng à, thôi bỏ qua đi. Cho team chơi tẹt bô, mình thì đẩy trụ thôi. Thực chất thì Wonder nó có đòn đánh thứ 3 gây bằng sát thương chuẩn anh em ơi. Chính vì vậy mình đẩy trụ rất là mạnh. Nên mà mình không cần phải quá lo lắng về vấn đề gọi là mình có đủ sức để mà đẩy trụ hay không. Thì không cần phải lo lắng gì cả. Ok, áp trụ luôn nhá. Quất luôn cái đường trụ này. Mẹ thanh niên oan cái bất tử quá. Ok, bỏ qua đi. Mình không thể đối đầu với Senia được đâu. Mình là một Wonder thuộc dạng đó chính là đi roam, chứ không phải là Wonder solo đường. Nếu mà lúc đấy mình là Wonder solo đường ấy, thì Senia không có tuổi để mãn lại mình đâu. Đó là cái mạnh từ chất tướng rồi. Ok, về thôi. Mặc dù là còn 60% lượng máu nhưng mà mình quyết định là về. Tại vì theo nát nhà mình thì còn chưa ra. Mà không có theo nát thì chẳng thể ăn được kinh công. Thế thì đứng đấy làm gì ạ? Đúng không ạ? Về luôn cho nhanh. Ok. Quan trọng ấy, thắng bại là từ theo nát thôi. Tại vì đấy là sát thương chủ lực cực kỳ quan trọng của team. Lưu bố thì lên là tank rồi. Malok thì đều lên tank. Sát thương bây giờ, sát thương chính là từ phép thuật đó chính là Lily. Sát thương vật lý là từ theo nát. Đương nhiên là chúng ta không thể phủ nhận được cái lượng sát thương chuẩn và lượng sát thương vật lý gây ra liên tục từ lưu bố được. Ok, một pha ăn kinh công dụ hàng nha anh em ơi.
Nếu mà team bạn không ra thì mình gọi là dụ hàng, còn nếu team bạn ra thì mình lại chơi tới bến thôi. Ok, team bạn ra rồi kìa. Khó chịu thế nhỉ, cái chiêu cuối của thanh niên Alice. Thôi bỏ qua đi. Ít ra thì cũng làm thịt được thanh niên Tulen rồi. Tulen ở trận đấu này xem ra di chuyển là khá là ngáo, gọi là ngáo cỏ ấy. Tức là bản thân là một vị tướng pháp sư mà dù đang thọt nhưng mà cứ thích tiên phong dẫn đầu và thích đâm sầm vào đội hình đối phương. Ok, ăn nào. Vậy là con kinh công này chắc chắn 100% thuộc về bên mình rồi. Quyết định là tổng tấn công thôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Nhưng mà điều quan trọng là rất là khó để mà tấn công, tại vì team bạn còn có Alice và Vio thủ đường rất là căng. Ok, làm tí em ơi. Ok, chúng ta lại quay trở lại và đẩy lính lên thôi. Có thể là phải đẩy bã đường, nhưng mà không biết được. Biết đâu team bạn lại mắc một cái sai lầm ở đấy, lại phi ra ngoài giao tranh hay sao. Nếu mà team bạn cố tình thủ ấy thì rất khó cho team mình. Nhưng mà team bạn nếu mà ok, mà lúc mở giao tranh rồi vào thôi. Let's go. Chiêu 2 vào. Chiêu cuối nào. Đó, càn quét nào. Ok, xạ thủ của team bạn kia rồi. Kéo dây thừng chân thật, nằm viện đi cưng. Ok, vậy là win chắc rồi anh em ơi. Team bạn mất đi 4 người rồi. Win chắc. Ok, thanh niên này mình phải làm chín được. Chơi luôn. Ok, vậy là đây chính là Wonder Didom của mình. Didom thì anh em lên trang bị khác đi sau đường nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi add gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.